Nằm trong chương trình hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang về việc triển khai mở chuỗi siêu thị và tuyển dụng nhân sự cho hệ thống thương hiệu Sen Super Market và Sen Market tại tỉnh Bắc Giang của tập đoàn Hương Sen, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam, anh hùng lao động nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc tập đoàn Hương Sen. Sau một tuần chuẩn bị các điều kiện về mặt hàng, Sen Supermarket và Sen Market tại tỉnh Bắc Giang với cơ sở vật chất xây dựng khá vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bên ngoài và toàn bộ nội thất bên trong. Tính đến hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2022, Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang đã gần như hoàn thiện một siêu thị lớn tại đường Nguyễn Thị Lưu 2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, với mặt bằng rộng hơn 500m² của hai mặt sàn và sẽ được khai trương vào ngày gần đây nhất. Về vị trí của siêu thị, đây là nơi tập trung đông dân cư của thành phố, một vị trí khá thuận lợi cho giao thông, tiếp cận mua bán của khách hàng. Về hàng hóa, theo kế hoạch tại siêu thị Sen Supermarket và Sen Market của Bắc Giang sẽ có cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú trong nước và nước ngoài, đa dạng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng cao nhu cầu tiêu dùng của thị trường hiện nay. Trong buổi làm việc của Họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang ngày 17 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam cùng Ban giám đốc tập đoàn Hương Sen với đại diện Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang, đại diện Ban chấp hành, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Doanh nhân Họ Trần Việt Nam các huyện, thành phố trong tỉnh, anh hùng lao động nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam đã trình bày cụ thể quy mô đề án, chuỗi siêu thị và tuyển dụng nhân sự cho hệ thống thương hiệu Sen Supermarket và Sen Market tại tỉnh Bắc Giang. Đề án mang tính nhân văn sâu sắc, đậm nét văn hóa dân tộc, được kết hợp với thương mại văn minh, đồng thời tạo nhiều việc làm cho bà con Họ Trần Việt Nam trong tỉnh. Các cụ xa xưa cũng đã làm rất nhiều công đức, và chính công đức đó là từ doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp vấn đề như thế là phải là người nghĩ được những việc mà chưa ai nghĩ tới, làm những việc chưa ai làm được. Cho nên tiếp tục doanh nghiệp đó đã xây dựng thành công trên vấn đề từ kinh tế, chính trị, văn hóa và giúp chính trị vững chắc. Hiện nay trên thế giới như thế là những người mà vấn đề như là làm doanh nghiệp mạnh thì đất nước giàu, doanh nghiệp yếu thì đất nước hèn, và đặc biệt là văn hóa toàn diện. Nên văn hóa là cuộc vấn đề xuyên suốt trên toàn diện mọi lĩnh vực, cho nên gia đình có văn hóa thì hạnh phúc, đất nước văn hóa thì phồn vinh, mà gia đình thiếu văn hóa thì tan nát đất nước, thiếu văn hóa thì đồn đấy. Cho nên hôm nay các vị lãnh đạo hiện nay xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường và vấn đề bền vững và theo vấn đề đường lối chủ nghĩa. Nay Trần Văn Sen là người hậu duệ vốn và cũng làm những việc đường lối của Đảng, nước Việt Nam mong muốn xây dựng dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, thì cái điều đó là nằm trong cái văn hóa của tổ tiên nhà Trần Văn Sen, trong đó có doanh nhân. Hiện nay cái việc đó thì mình muốn đặt được như vậy. Trần Văn Sen ngày đêm suy nghĩ đóng góp cho đất nước của hùng cường, quan tâm đặc của giới doanh nhân. Doanh nhân là người gian khổ nhất nhưng mà hy sinh nhất, người có hiếu nhất, cái thành công mà nó luôn đóng góp được cho nước, vấn đề theo luật và để nước mạnh hơn, có nhiều thuế cao hơn để làm cho đất nước, và đặc biệt là quan tâm người lao động, vấn đề lao động thế nào, vấn đề có sức khỏe và có công hiến và có sự thu nhập, gia đình hạnh phúc và con phải có hiếu, làm việc tận trung là vì trong xã hội tỉnh dân giàu nước mạnh mà sung sướng muôn đời. Nên vì thế nên Chủ tịch Trần sẽ rất quan tâm đến doanh nhân. Qua phần thảo luận tích cực trong buổi làm việc, các đại biểu đều nhất trí cao cùng hưởng ứng về đề án của Chủ tịch Ban chấp hành Họ Trần Việt Nam Trần Văn Sen. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hoạt động dòng họ, giáo dục con em trong họ phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, chăm chỉ sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần xây dựng gia đình dòng họ, quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhìn chung của đất nước và các địa phương, thì đấy là về mặt chủ trương, quan điểm, tinh thần là chúng tôi thấy là rất là phù hợp.
Thế để mà thử vận hành và thực hiện cái việc đầu tư, thế rồi kinh doanh, thế rồi mở rộng và các cái mối quan hệ để cho cái lĩnh vực của mình nó phát triển, cũng như là dòng họ chúng ta là có cái phát triển trên mọi lĩnh vực này, thì cần phải quan tâm mấy cái thế này, mấy cái thứ này, mấy cái ý này này. Là một bản cao tốc, hai là rõ ràng, thế và cái định cái thứ ba là cái định hướng, thì như vậy là cũng phải thông suốt từ trên xuống dưới, thế và như vậy là mọi người tiếp cận cái thông tin của bác là nó cũng phải đầy đủ. Tôi thì rất tâm đắc cái ý tưởng rất tốt đẹp của bác Sen đã đem về Bắc Giang, với tinh thần đồng hành cùng với đất nước và triển khai cái việc này trong dòng họ, để chúng ta ngoài cái chuyện là tri ân tổ tiên truyền thống, động viên con cháu và còn làm giàu cho nhau trong dòng họ nữa. Và ý tưởng của Sen ấy, tôi thì nghĩ là ý kiến của anh Dũng hiểu tương đối đầy đủ. Ý tưởng bác rất là tốt, đưa tất cả sản phẩm tốt đến người dân ở tận xã phường, ở cơ sở trong dòng xa. Với những người tiêu dùng mà ta cảm thấy với đến với mình là ta được lợi nhiều thứ. Thứ nhất về sức khỏe là cái số 1 nhá. Thứ hai về kinh tế là mình vẫn có phần trăm để trích mà. Phần trăm bác bóc riêng của bên bác nói là bác bóc riêng đấy. Thứ nhất là ưu tiên họ Trần, cái ra bích ra cho họ. Thì mình được ưu tiên những cái đấy là cái lớn ra. Hiện nay, câu lạc bộ doanh nhân họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang đứng đầu là chủ nhiệm câu lạc bộ Trần Thị Phượng và ban chủ nhiệm đang tích cực phối hợp với tập đoàn Hương Sen tiếp tục tuyển chọn nhiều nhân sự ở các vị trí để làm việc lâu dài cho chuỗi siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như kế toán, quản lý và nhân viên bán hàng, đồng thời mở rộng liên kết với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên cả nước để đưa các mặt hàng đủ tiêu chuẩn vào siêu thị. Với chủ trương và những nét văn hóa riêng biệt, Sen Silver Market và Sen Market tại tỉnh Bắc Giang sẽ tạo dấu ấn về dịch vụ của siêu thị qua việc xây dựng phong cách riêng và nét văn hóa độc đáo thời Trần như chất lượng hàng hóa, giá cả và phương thức phục vụ văn minh hiện đại, phù hợp với tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay. Với tinh thần làm việc khẩn trương tích cực, hy vọng câu lạc bộ doanh nhân họ Trần Việt Nam tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển rộng khắp các siêu thị tại các huyện, thành phố trong tỉnh Bắc Giang trong những ngày tiếp theo.